Truyền hình dưới lá cờ quyết thắng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời giờ thứ 9 trở lại với phiên bản mới trên VTV3. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV kết nối. Thưa quý vị, diễn ra tại 5 điểm cầu: Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng là một trong những chương trình trọng điểm Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những câu chuyện ý nghĩa, những cuộc gặp với các nhân chứng lịch sử trong chương trình sẽ truyền tải thông điệp về tinh thần độc lập, khát khao tự do và hòa bình của dân tộc ta, minh chứng qua chiến thắng Điện Biên Phủ. Khu vực sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ tại đồi D1, thành phố Điện Biên, quảng trường Ba Đình, Hà Nội, quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa, nhà rông Kon Klo, Kon Tum, khu di tích cột cờ Thủ Ngữ, thành phố Hồ Chí Minh là 5 điểm cầu kết nối trong chương trình dưới lá cờ quyết thắng. Đây là những cái địa điểm tượng trưng cho tinh thần của cả nước hướng về Điện Biên, và điều quan trọng hơn cả là chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến công chung của toàn dân tộc của chúng ta, có sự đóng góp và hy sinh xương máu, công sức rất là to lớn của nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam. Và như vậy là chúng ta thấy rằng qua một cái cầu truyền hình với 5 điểm đại diện như thế thì chúng ta thấy đây là một cái chiến công thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự đồng lòng của toàn dân tộc để giành được độc lập tự do. Với sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh thành, công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng được Đài Truyền hình Việt Nam triển khai đồng bộ và kỹ lưỡng. Quy mô rất là lớn, tạo ra một cái thách thức cho địa phương được vinh dự nhận thực hiện điểm cầu truyền hình. Và các địa phương mà chúng tôi đã gặp gỡ thì đều coi đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng và thể hiện những cái trách nhiệm của mình, cái sự tận tình và chu đáo để hướng về Điện Biên. Với điểm cầu này thì thực sự là may mắn khi chúng ta tìm được một cái vị trí trang trọng và đẹp, đó chính là tượng đài chiến thắng Điện Biên. Một cái bối cảnh là có 56 bậc thang dẫn tới tượng đài cũng gợi nhớ tới 56 ngày đêm vô cùng gian khổ qua từng đợt để dẫn tới chiến thắng cuối cùng, thì chúng tôi nghĩ là cũng sẽ tạo ra những cái sự tạo hình ý nghĩa và ấn tượng cho chương trình. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp cùng với VTV đã tiến hành phối hợp có chương trình khảo sát, rà soát các vị trí, lựa chọn địa điểm để tổ chức thực hiện triển khai cầu truyền hình này, và xây dựng các chương trình kịch bản phối hợp trong công tác hiệp đồng để cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho chương trình diễn ra một cách hiệu quả và đạt những mục đích, ý nghĩa và yêu cầu ý nghĩa chính trị cũng như giáo dục truyền thống trong cái chương trình này. Để chuẩn bị cho cầu truyền hình, ekip ban sản xuất các chương trình giải trí đã tỏa đi nhiều nơi, gặp gỡ, thực hiện phóng sự về các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi rất là vinh dự được tiếp xúc, được gặp gỡ với rất nhiều các chiến sĩ Điện Biên, các cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến ở mọi miền đất nước. Chúng tôi cố gắng ghi lại càng nhiều càng tốt những phỏng vấn ấy để lưu trữ, còn để đưa vào trong chương trình cầu truyền hình cũng sẽ phải chắt lọc. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng là những giọt nước cũng sẽ phản ánh được biển cả, và đại diện của các bác chia sẻ ý kiến quý báu trong chương trình, cho dù chỉ không, có thể là không được nhiều, nhưng vẫn cho chúng ta sống lại được cái không khí hào hùng của năm xưa. Trời ơi, khi chiến thắng thì quá sung sướng thế này. Chiến thắng rồi, mình được nhảy lên chiến hào và thấy cờ trắng, nó là nó cầm cờ trắng lũ lượt đi ra, mình biết là mình thắng rồi. Vì cái mừng thanh á, chúng nói nhà hồng cúng á, nó là cánh đồng bao la, nhìn nó là 4-5 cây số, thấy bộ đội mình chạy ầm ầm trên này, đuốc đèn sáng rực lên, ôi giời, nó nghĩa là như vui hôm nay như ngày hội á, thì lúc ấy thì khó tả lắm. Khi mình thắng lợi như thế rồi thì cái điều đầu tiên là mình tiếc cho đồng đội mình, có nhiều đồng chí đã hy sinh, không còn sánh vai với mình
không còn với mình để thấy cái chiến thắng. Thông qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh, phóng sự, clip tái hiện và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết nối 5 địa điểm, cầu truyền hình Dưới lá cờ quyết thắng nhìn lại lịch sử đất nước từ năm 1945, 3 giai đoạn của chiến dịch, qua đó nổi bật lên khát vọng hòa bình của dân tộc thể hiện trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với tên gọi là Dưới lá cờ quyết thắng thì có mục đích làm sao để có thể nêu bật lên được vai trò, ý nghĩa, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ và từ đó tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương cho độc lập ngày hôm nay, khơi gợi lên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và để cổ vũ các tầng lớp nhân dân của chúng ta tiếp tục xây dựng đất nước. Cầu truyền hình Dưới lá cờ quyết thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 5 trên VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem. We'll be right back.